Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Bây giờ mình đi vô tiệm coi một vòng ở đây nha. Mình thấy hôm nay là ngày đầu tiên trong cuốn sách mà giảm giá đó các bạn. Mặc dù ở trong cuốn sách là đã có giảm giá nhưng mà phần đông cũng có một số đồ không có trong sách nữa các bạn. Chứ không phải là lúc nào cũng có đầy đủ hết, cho nên mình vô tiệm lúc nào mình cũng thấy được nhiều hàng hơn hết trơn á, nhiều hàng giảm giá đó. Thì để mình cho các bạn xem một vòng hôm nay nha. Wow, cái này mình thấy rất là cần nè. Chai shampoo nè các bạn. Dầu gội đầu mà không cần nước. Như là mình gọi mình chỉ xịt lên là xong á. Cho những lúc mà khẩn cấp. Cái này các bạn nào chưa có mình cũng nên mua một chai này để dành ở nhà. Lúc khẩn cấp bận rộn quá mà cái đầu nó rít rít, nó ngứa ngứa hay là nó dầu nhiều quá đó ha. Thì mình nên xịt cái này vô. Xịt vô là xong á là nó không có thấy các bạn. Mà cái loại này người ta ghi á là làm bằng rice starch, bột gạo đó các bạn. Cái cách xài á thì cái này cũng dễ lắm. Mình chỉ xịt lên là xong. Nhưng mà mình trước khi mình xịt á là mình shake cho cái bình này lắc 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 lắc. Xong rồi mình để cái độ xa là khoảng 10 tới 12 inch. Xong rồi mình xịt lên cái da đầu. Xong rồi cái mình lấy ngón tay á, mình mà xoa cái tóc. Vậy là xong rồi đó các bạn. Thì cái loại này mình thấy nếu mà các bạn chưa có thì cũng nên xài để nhà sẵn. Để những lúc bận rộn á thì mình có cái này để cho cái đầu mình không ngứa. Rồi mình đi ra đường nhiều khi tối về trễ rồi đó các bạn, mình không có gội đầu được á. Thì cái này cũng là một cái mà cho mình thoải mái. Hoặc là mình bệnh ở trong bệnh viện đồ hay gì mình không có gội đầu được thì mình cũng có thể là xài cái này để không có cần nước mà cái đầu mình vẫn cảm giác sạch. Thank you.
My xin dừng ở đây nha. My cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản hay là đi shopping với My ha. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm My và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè nha. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.